Như vậy à? Tiếp tiếp à? Chị lấy ồ chị ồ quá nè ồ là cam phù tẩu đó, phù tẩu nó mua hộ quá. Nó mang cái phòng cái nó bắt được siêu mà đây đó.
cầu. Ăn mặc cảm đó, có màu màu này, hồ nó vào, ngon thăm, nhàn lâu quá, ngán nhỏ cả cái đĩa đằng. Rồi cả tấm mun nè, đam rồi. Nó sai chứ đam. Lóng cái này sai. Nó sai này nghĩa tại. Kìa mà. Ủa
Thế bảo lấy tí này về làm sách thì mượn thì mượn bà đi thôi nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ. Tại cô đó, tao nhập cô nữa. Đúng mà, cô nó lũ. Nhưng mà tao ngủ, nó trong cái tổ thủ hết. Hãy hiểu tính. Hãy tính phê ha. Rồi. Ta vào túi đi.
Bến. Ui, muối mà. Muối à? Sôi rồi. Đây. Ủa, sôi rồi. Sôi rồi. Cái này được luôn nhé, các em. Thiết, có em rồi. Thôi được khóa đây. Có bột, bột cao. Bà rủ đi ạ. Cái này nó ba quả rồi nhỉ? Hai quả. Ăn đi thôi. Nó hai quả rồi đó ông. Ừ, ăn hết. Thank you.
Em ngon hơn mình. Anh ngon hơn. Nhìn giòn này, xanh, ừ. Xanh. Ui, nhìn này sụn ra hết, ra tiền. Nhìn kẹo này. Đi nhường. Để vung vào. Để nó sơ 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 xuống. Vung vào. Nắm sao? Nắm sao? 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 Ừ, hả? 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 Hàng rồi, còn hàng này nữa. Nó ăn cơm. Ăn đây rồi. Đây rồi. Qua 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 qua
chưa ha. Nó mà cào mà học gì đó hai cái thêm đây. Yeah. Ngon chứ. Dạ. Lâu thì ừ. Nhưng mà ong ấy ít quá nhỉ. Đây cái nồi này có được làm này. Mai làm bánh trứng. Cô gì cho cô một tàu, tụi tao cô tao ạ, tự nhiên mà cá mày nó lai mà mình tắm đây là rời tặng. Ô ấy nhà rời nặng chứ này thế đấy à.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lá tiền túi này. Năm nghìn được mua túi. Hãy subscribe cho kênh Đặng.
Khóa dưới đơn visa kính lão xin kính chào quý khách để làm bằng cái nó tầm này rồi. Thank you.
Vàng hết nè. Ừ, cho nó mà giúp tao này. Giúp tao giúp tao. Số 2, tôi bắt cầu. Bắp cải súp lơ. Số 2. Cái này là bắp cải. Ôi giời, vàng hết rồi. Hai ba nục canh lão. Ừ. Chắc được họ ngủ lâu. Ừ, kệ không sao đâu. Trồng mai nó khăn lên. Trồng. 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 Trước rồi, bắp cải. Cái này súp lơ chứ. Trồng bắp cải. Tại tôi nọ. Dê mà tới ba hôm còn nó kẹt nó ăn chết thì nó ăn tám xì lồng ọ. Ừ. Dê tận hồ. Dê tỉnh là nhào luôn. Tôi bắt thần hàng nữa. Tại vàng rồi. Vàng.
Cái ngào ngào quá rồi. Ừ. Muộn lắm rồi nhỉ, về nướng bánh ăn nhỉ. Này cho cái này vào đi, ở đây cho vào túi hay là kiểu gì nhỉ? Mai lại để tiếp cho vào. Thơm đường. Được rồi nhỉ? Ừ. Nhiều quá. Bánh ăn bánh gấc hay là bánh gì? Bánh gấc. Nóng hổi đấy.
Cứ nóng nhỉ. Lúc nào thật. Ngon hơn đánh gấp thơm
Thank you.
hiện tại này bao nhiêu tiền? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vậy thôi.
phát được ủng hộ, các bà vào lấy hết, đồng bào vào lấy hết. Các bà thúc anh đi bán đi. Ừ. Đi đâu? Đầy chỗ là họ lấy hết. Con này còn không biết mấy bạn này, gần cân này. Cái mũ. Đầy mắm. Thank you.
ít chua hết. Vẫn nhiều một tí. Cho nó vào đây này. Chút nào đi, chút nào đi. Cái thô thì có cách thơm. Anh thì có cách thô. Để cách to đi mà. Mà để lớn. Cái sợ cái này rồi. Đây đó. Anh mở nắp đi. Hả? Xem nào. Có gì đâu rồi. Tia mạ mà. Cái gì? Đấy. Thấy không? Cái gì em? Ừ. Xem nào. Quà gì? Lăng xem. Hey. Wow. Đẹp thế. Dạ. Bóc xem nhá. Bởi đeo luôn này. Đeo này này. Đấy. Được ra không? Được rồi nhỉ? Đeo bên này.
Xong nên ăn rồi, ăn một tí nữa. Ăn cái này nó mới ngọt. Dạ. Thế nó xong nữa. Rồi, dạ. Ăn thôi. Để đây cho nhé. Để lại rồi. Cho vào lá này. Chấm này. Tuyệt vời chưa? Từ từ nhé. Đấy. Kéo lên. Kéo tiếp tục. Này. Lật lật lật, anh lật lật. Một bên một xứ. Nó chanh ngon. Quá hào quyền. Mùi giềng ngon. Chín rồi, bạn thử xa ăn thử nha thật chứ. Xa là tổ. Ngon ngon. Thơm ngon. Nhậu nhỉ? Ngon. Hết đi.
đầu quá. Ừ. Ừ. Mưa rồi. Ừ. Ừ. Cảm ơn các bạn. Mưa cầu thế đây. Ừ. Đi xem tí làm cái gì đây. Thì trong túi vẫn có quần áo nhỉ? Phải tìm nước tác rồi. Ba bốn cái một mảnh. Làm việc nha, tốt nha, để làm. Đi khoảng mấy hôm rồi.
tầm 3-4 hôm. Một tháng. Đi lâu thế. Hai ba hôm về, nên đưa làm tiền không về thì nè. Theo làm đồ á, nhà đi tìm hàng thì đi ra chợ bán đôi khi. Thì vậy á. Cái giống nó như cả cái chuyện gì mà họ mưa to quá. Tạnh rồi đấy. Tạnh tạnh. Thì lại mưa đầu tiên là không có biết được gì nhé, thơm ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một không? Thank you.
xong chưa? Xong nha.